bao năm trong đời ngàn hoa tràn muôn lối đi, du dương tơ đàn bài ca tình yêu vút cao, cuộc đời tươi sáng như ánh nắng hồng nhưng hồn luôn thấy trong vắng hoang mang. Tôi sống để làm gì, biết đi về nơi đâu, bao nhiêu danh vọng tài năng giàu sang thế gian không đưa tôi về miền an bình tôi ước mơ. Dòng đời lôi cuốn sóng gió thét gào, giờ bàn tay Chúa nắm lấy tay tôi, bàn tay mang dấu đinh kia cứu tôi Chúa gánh thế. Cao sâu dòng thay là tình yêu dễ sống của mình, mà chỉ khi nào mà mình đi theo Chúa bằng hết cả tấm lòng của mình,
và mình cảm nhận được Chúa sống động trong đời sống của mình, đúng quý vị, thì lúc đó mình thấy rằng là mọi điều Chúa ban thật là diệu kỳ và vượt quá sự cầu xin và suy tưởng của mình, thưa quý vị. Và lý do đầu tiên mà Hoàng Nam muốn cảm tạ Chúa đó là Hoàng Nam cảm ơn Chúa, bởi vì khi mà Hoàng Nam được biết Chúa đến bây giờ là được 13 năm, quý vị, từ tháng 10 năm 2006 đến nay, thì Hoàng Nam cảm tạ Chúa là Hoàng Nam, Chúa cho Hoàng Nam thoát khỏi được những cái gọi là hủ tục. Ở đây chính là sự bói toán, sự cúng bái và những cái sự lo lắng cho chuyện phải kiêng kỵ. Người Việt mình, nhất là người Bắc như Hoàng Nam, thì gia đình kiêng kỵ nhiều lắm. Ngày rằm, ngày mùng 1 Tết, mùng 1 Tết là không được phép đi ra đường mà phải bước chân trái hay chân phải, là phải xem trước. Rồi vì hướng Đông hay hướng Tây cho năm nay xuất hành cho nó tốt. Rồi mẹ Hoàng Nam là cấm không được 3 ngày Tết không được quét nhà. Chắc quý vị cũng biết là quét nhà là bị coi như là quét hết lộc ra ngoài đường, nên là không cho quét nhà. Rồi phải mặc quần áo đúng giờ, bom vào cái 12 giờ đêm là phải thay đồ mới để cho có quần áo đẹp mặc mới nguyên cả năm. Rồi nhiều những cái điều mà chắc là quý vị người Việt quý vị cũng biết, là chúng ta giống như là chúng ta nghĩ rằng đó là cái điều mà chúng ta mới được phước, và chúng ta kiêng để cho mình tránh đi những cái điều đó. Vâng, các cụ cũng hay có cái câu rằng là có kiêng thì có lành. Đôi khi cũng nghĩ là cứ kiêng vậy đi để cho mình được lành. Nhưng mà khi Hoàng Nam sau này khi tin Chúa, Hoàng Nam mới biết được rất là nhiều điều, và chúng ta thấy được rằng là chúng ta thoát khỏi những điều đó thì cảm ơn Chúa vô cùng. Hoàng Nam là người ca sĩ, nghệ sĩ, nên là Hoàng Nam coi bói rất là nhiều. Bạn bè Hoàng Nam cũng vậy, lúc nào cứ nghe tin có ông thầy bói hay bà thầy bói nào hay đó ở đâu là ý rằng mình phải tìm đến để mình coi thử xem năm nay mình có nổi tiếng không, mình có kiếm được nhiều tiền không, mình có bị tai nạn gì không, mình có mua được nhà không. Bởi vì con người chúng ta, cái tâm lý là chúng ta đều muốn biết trước cái tương lai của mình, xem là tương lai mình có được tốt hay không. Nhưng mà bà thầy bói năm đấy bà bảo là năm nay cậu trúng số là sướng lắm, mà chẳng thấy số trúng số đâu cả. Năm nay mà sao năm nay cậu là sao thái bạch rồi đủ thứ, những cái gì xấu là năm nay phải cúng đi. Rồi ông thầy bói, bà thầy bói bảo là bây giờ bỏ ra cái lễ 10 triệu để cúng giải hạn sao. Nhưng mà rồi trong năm đó mình cũng vẫn thấy mình vẫn bị cái này, bị cái kia, đủ thứ chuyện hết. Rồi cúng vậy rồi mà cũng vẫn gặp, thì lúc đó lại tặc lưỡi nó là thôi thì của đi thay người. Rồi năm xuôi đã ngả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, 13 năm nay, từ lúc khi Hoàng Nam được biết Chúa, thì Hoàng Nam không còn phải cúng sao giải hạn, không còn phải sợ ngày mùng 1 ra đường thế nào, rồi không phải kiêng cữ những cái điều mà mình nghĩ rằng là sợ rằng là cái điều đó làm cho mình bị xui xẻo. Nhưng mà mọi điều Hoàng Nam dâng lên cho Chúa, Hoàng Nam cầu nguyện Chúa rằng là Chúa ơi, Ngài là đấng nắm giữ tương lai của con, và Ngài chắc chắn lúc nào cũng ban cho con điều tốt nhất. Chính vì thế mà con không phải lo sợ được gì cả. Và cảm tạ ơn Chúa 13 năm qua Hoàng Nam làm mọi điều, không phải kiêng cữ điều gì cả, không phải lo cúng sao giải hạn, không phải sợ năm xuôi tháng hạn gì cả. Nhưng mà Chúa chăm sóc, và ngày càng thấy rằng là Ngài ban cho Hoàng Nam những điều vượt quá sự cầu xin và suy tưởng. Và cảm tạ ơn Chúa vì những điều Ngài ban luôn là điều tốt nhất, thưa quý vị. Tất cả quý vị là những con cái Chúa, quý vị có đồng ý điều đó không ạ? Chúa luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất. Đó là lý do Hoàng Nam muốn cảm tạ ơn Chúa, vì mình được thoát khỏi những cái hủ tục mà mình nghĩ rằng là nó đúng. Nhưng khi mình tin Chúa, mình thấy rằng là Chúa mới là đúng, quý vị. Mọi điều Chúa cho mới là điều tốt nhất. Quý vị thấy ở bên này, người nước ngoài, người Tây, có ai mà đi coi ngày để mở tiệm bao giờ đâu, mà họ vẫn đắt hàng, vẫn làm tốt, phải không nào? Nhưng mà người Việt chúng ta thì phải coi đúng cái ngày đó, rồi cưới hỏi cô dâu chú rể muốn lấy nhau, ông thầy bói bảo phải đúng cái ngày đó cưới mới được. Mà có nhiều cái đám cưới đúng ngày đó trời mưa tuyết bão tuyết ầm ĩ luôn. Và một điều chúng ta cảm tạ Chúa ngày hôm nay, trong lịch của chúng ta ngày hôm nay là bão tuyết rất lớn, phải không ạ? Nhưng cảm ơn Chúa bởi sự cầu nguyện của các anh chị em tại hội thánh này. Xin Chúa cho một chương trình được diễn ra để cô chú các anh chị em đến đây không phải mặc đồ lạnh và tuyết rơi đầy đường, thì không ai muốn ra khỏi nhà, chỉ muốn ở nhà nằm xem phim Hàn Quốc thôi.
Trời tuyết lớn như vậy ai mà muốn đi ra đường. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho thời tiết ngày hôm nay chưa có bão tuyết gì cả, hơi lạnh hơn một chút thôi. Một tràng vỗ tay cho Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài gìn giữ và tể trị trên thời tiết để chúng ta có thể đến đây đông đủ trong buổi sáng ngày hôm nay để thờ phượng Ngài. Cảm tạ Chúa. Điều thứ hai năm cảm tạ Chúa đó là con năm thấy rằng là Chúa là đấng nắm giữ tương lai và Ngài luôn ban những điều tốt nhất trên đời sống của Hoàng Nam. Con năm kể quý vị nghe một câu chuyện là Hoàng Nam làm việc ở Việt Nam. Hoàng Nam đã qua Mỹ vào năm 2007 hát cho trung tâm Thúy Nga trong cuốn Thúy Nga 91 Huế Sài Gòn Hà Nội. Nhưng mà sau đó Hoàng Nam lại đi Mỹ lại không được. Hoàng Nam về Việt Nam và phỏng vấn 8 lần đều bị từ chối. Và lúc đó Hoàng Nam mới tin Chúa 1 năm thôi. Hoàng Nam tin Chúa 2006 thì 2007 qua Mỹ để hát cho Thúy Nga. Và Hoàng Nam bị từ chối visa 8 lần. Và lúc đó Hoàng Nam thắc mắc lắm là không biết tại sao Chúa điều đó tốt như vậy mà Chúa không cho con. Nhưng mà Chúa biết điều còn tốt hơn cho đời sống của Hoàng Nam. Nếu mà ngày đó Hoàng Nam mới tin Chúa 1 năm còn yếu đức tin lắm quý vị. Và nếu Hoàng Nam qua được Mỹ, Hoàng Nam hát cho trung tâm Thúy Nga thì có thể giờ phút này Hoàng Nam có thể nổi tiếng lắm. Nhưng mà có thể Hoàng Nam lúc đó không còn có Chúa trong đời sống mình nữa. Bởi vì người nghệ sĩ mà nổi tiếng trong cái đức tin còn yếu như vậy thì chắc chắn sẽ chạy theo tiền, theo công việc, theo những show diễn, theo những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, rượu, cờ bạc. Hoàng Nam đã nhìn thấy biết bao những người bạn của Hoàng Nam trong cái cuộc quay đó. Và đời sống sau khi nổi tiếng chẳng còn gì. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa không cho Hoàng Nam đi Mỹ. Năm đó Hoàng Nam cứ thắc mắc và Hoàng Nam đã từng bỏ xa nhà Chúa mất 1 năm chỉ vì cầu nguyện hoài xin đi Mỹ không được. Hoàng Nam nghĩ rằng là Chúa không cho mình cái điều tốt như vậy thì chắc là không có Chúa đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa vẫn tìm mọi cách để mang Hoàng Nam về lại trong gia đình của Chúa. Và ngày hôm nay, 13 năm, Hoàng Nam hiểu được một điều rằng là Chúa đúng thật luôn ban điều tốt nhất cho Hoàng Nam. Và bây giờ Hoàng Nam đã định cư tại Canada và đã qua Mỹ rất là dễ dàng. Và điều quan trọng rằng là Hoàng Nam có Chúa trong đời sống của Hoàng Nam. Hoàng Nam thấy được sự chăm sóc của Ngài và thấy được rằng là có thể Chúa không cho Hoàng Nam đi Mỹ năm đó, không cho vô trung tâm Thi Nga. Nhưng mà giờ Chúa ban lại cho Hoàng Nam một người vợ là Thi Nga cùng Hoàng Nam đi khắp nơi ca ngợi Chúa. Và điều đó mới là điều tuyệt vời. Bởi vì như bài hát vừa rồi, tiền bạc, công danh, sự nghiệp rồi cũng qua đi, nhưng mà tình yêu của Chúa mới là còn mãi mãi. Và khi Chúa ban cho Hoàng Nam một người vợ yêu thương mình và cùng với mình đồng một niềm tin với mình, cùng đi khắp nơi ca ngợi Chúa và đi đâu có nhau, thì Hoàng Nam thấy được rằng là bây giờ thì có vô 10 cái trung tâm cũng không bằng và có một cái trung tâm Tin Nam Ngọc đứng ở đây. Vâng, vừa quản lý được quý vị theo tiếng Việt của em đó thì rất là ok, người Việt mà. Nhưng mà tiếng Anh của em thì nói như gió mà tiếng có tiếng không. Chính vì thế Chúa cho một người vợ sinh ra và lớn lên tại Canada mang hai dòng máu Việt Pháp, tiếng Anh rất là giỏi, để mà đi đến đâu em nói tiếng Việt thì vợ nói tiếng Anh. Quý vị thấy vợ chồng em song kiếm hợp bích như vậy là quá ngon rồi đúng không ạ? Vâng, cái này là Chúa cho. Đó là lý do thứ hai em cảm tạ ơn Chúa. Và điều thứ ba không thể không cảm tạ ơn Chúa, đó là không phải Chúa chỉ ban phước và chăm sóc trên đời sống vợ chồng Hoàng Nam ngay trong lúc còn sống động trên đất này, nhưng mà Ngài hứa ban cho chúng ta tình yêu đời đời của Ngài. Đó là khi qua khỏi đời sống này, chúng ta được về thiên đàng cùng với Chúa. Chúng ta không phải lo ngày xưa làm lành lãnh giữ. Hoàng Nam ngày xưa nghĩ rằng mình phải làm nhiều điều thiện, nhiều việc lành để mình được lên thiên đàng, mà cũng không chắc là mình có được lên hay không. Bởi vì nghĩ rằng con người tội lỗi thì chắc chắn là xuống địa ngục rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi được biết Chúa rồi thì lời hứa của Chúa như đầu tiên chúng ta Mục sư Chí đã đọc trong Giăng đoạn 6, đoạn 3 câu 16 rằng là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian này, để cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sự sống đời đời có nghĩa là chúng ta qua khỏi đời này, chúng ta được lên thiên đàng cùng với Chúa. Và chúng ta không ai ở đây chúng ta nghĩ rằng là đời này chết là hết, mà chúng ta vẫn còn lo lắng rằng là qua khỏi đời này chúng ta sẽ đi về đâu, phải không? Bởi vì chúng ta có nói là từ trần qua đời, có nghĩa là qua đời này đến đời khác. Chính vì thế mà lời hứa của Chúa, nếu chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta sẽ được lên thiên đàng cùng với Ngài. Ngài chăm sóc chúng ta cả trong đời sống hiện tại
và chăm sóc chúng ta cả trong tương lai khi chúng ta qua khỏi đời này. Điều đó quá tuyệt vời phải không quý vị? Muốn đúng một tràng tay thật lớn để ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Hallelujah. Vâng, và có ba điều đó muốn được chia sẻ với quý vị để dâng lên cho Chúa cảm tạ này, cảm tạ Ngài trong mùa lễ tạ ơn năm nay, và còn nhiều điều khác nữa phải cảm tạ ơn Chúa và thấy được rằng là bàn tay chăm sóc của Ngài thật là tuyệt vời. Chúa yêu thương Hoàng Nam, yêu thương Tina, yêu thương mỗi con cái Chúa tại đây, nhưng mà Chúa cũng yêu thương tất cả những cô chú, các anh chị em, những người có thể cô chú, các chị em chưa biết Chúa còn thấy lạ lắm lúc thấy nghe cái anh ca sĩ này anh nói về Chúa mà nghe nó có lùng bùng lỗ tai không hiểu gì cả, nói như là nói ở trên mây ấy. Nhưng mà quý vị đừng lo lắng, không sao cả, bởi vì ngày đầu tiên là năm gặp Tina, Tina chưa biết Chúa, năm nói cô cũng nghĩ y chang vậy. Họ năm nói về Chúa thì là cô cứ bảo sao cái ông Việt Nam đi rồi nói tiếng Việt từ nhiều mà lại còn nói về Chúa nhiều thế. Ngay ngày đầu tiên họ năm gặp Tina là hai đứa hẹn nhau ở bờ biển mà toàn nói về Chúa, mà cô bảo là ngay ngày đầu em gặp anh là anh mất điểm rồi, bởi vì chả thấy lãng mạn thì chả nói khổ anh yêu em hay là em đẹp quá cái gì, mà toàn thấy em ở Chúa tốt lành lắm, em tin Chúa là Chúa sẽ ban phước trên đời sống của em. Quý vị biết tại sao không? Là bởi vì tình yêu của Chúa trong lòng Hoàng Nam nó đầy tràn, bởi vì mình thấy Chúa thương mình, Chúa chăm sóc mình, nên mình không thể nào không nói cho những người bạn gái này. Bởi vì Hoàng Nam thấy Tina, quý vị nhìn cô cười tươi như vậy, cô vui mừng như vậy là bởi vì bây giờ cô có Chúa. Chứ cách đây 7 năm trước, 8 năm trước Hoàng Nam gặp Tina đó, là đời sống của cô ấy trầm cảm này, và đã từng nghĩ đến cái chết. Mình không thể, con người chúng ta nhìn bên ngoài, chúng ta không biết được trong lòng người đó nghĩ gì đâu quý vị. Có thể họ vui đó, họ đi chơi khắp nơi, họ có thể là cười rất là tươi, nhưng mà buổi tối họ về trong phòng họ khóc một mình đó quý vị, không biết được đâu. Và cô Tina, vợ Hoàng Nam, là một nhân chứng sống động về điều đó. Tina đã rất là đau buồn, và một lát Tina sẽ chia sẻ với quý vị là tại sao cô phải trải qua những tháng ngày đau buồn đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mà Tina được biết Chúa thì đời sống bây giờ có sự vui mừng. Và quý vị, ai gặp Tina cũng bảo là sao chồng nuôi tốt thế, càng ngày thì càng đẹp. Nhưng mà Nam biết được rằng là không phải do mình, nhưng mà Chúa chăm sóc Tina, bởi vì tình yêu Chúa ngập tràn trong lòng và cô lúc nào cũng vui mừng. Bây giờ nói chồng nuôi tốt cỡ nào mà không có sự vui mừng trong lòng thì cái cây nó cũng dễ héo. Thế nên là cảm tạ ơn Chúa về điều đó. Và giờ phút này xin mời Tina Ngọc Nữ sẽ có một bài hát để ca ngợi Chúa giờ phút này. Thank you Chúa, là lúc mà Tina mới gặp anh Nam á, Tina tưởng ổng bị khùng á. Ngày tối chúa mà mình nghe đến nỗi mình bực mình luôn á. Anh này anh không có romantic gì hết. Vì Tina sinh ở nước ngoài cho nên là thích người đàn ông rất là bày tỏ mà express, mà thấy sau này toàn nói về Chúa. Trong lúc đó thì Tina cảm thấy khó chịu và thấy anh này nói những cái chuyện mà mình thấy nó like không có realistic, không có thực tế. Nhưng mà đến giờ phút này Tina cảm ơn Chúa vô cùng vì sự kiên nhẫn của anh, who's rất là patient để chia sẻ về Chúa cho Tina. Và sau này anh mới kể là cầu nguyện mỗi ngày cho Chúa được thương xót Tina và cho Tina được biết Chúa. Và Tina giờ phút này cảm ơn Chúa vì trong đời sống Tina, anh Nam đã chia sẻ là Tina bị trầm cảm và có những lúc nghĩ đến cái chết, là vì trong đời sống gia đình của ba mẹ Tina bị đổ vỡ và không được như ý từ lúc còn nhỏ, cho nên là Tina cũng thiếu tình thương rất là nhiều trong đời sống của mình, và có những cái điều mà không có nói ra được với ai hết, cho nên là Tina đã giữ cái điều đó trong lòng. Và đến lúc đi học từ nhỏ đến lúc đi học đại học thì có nhiều cái điều mà mình ấp ủ trong lòng, cho nên Tina bị trầm cảm rất là nặng. Và Tina còn thấy đời sống mình không có ý nghĩa gì hết, nếu mà mình kết thúc đời sống của mình thì mình sẽ thấy khỏe hơn và mình không cần phải đối diện với những cái nỗi đau nữa. Và Tina cũng có nghĩ đến những cái điều mà mình muốn nói với ba mẹ, với gia đình em của mình, mấy đứa em trai mình, những cái lá thư mình đã viết và muốn được say bye bye với họ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã thương xót và cho Tina được gặp anh Nam, và anh đã chia sẻ về Chúa cho Tina, cho nên là Chúa rất là thương xót và đã cho Tina được biết Chúa. Và Tina thấy rằng là ước gì Tina được biết Chúa sớm hơn thì đời sống của mình sẽ được rất là được phước. Và bây giờ khi mà gặp những cái nan đề, Tina không có còn lo và rầu và muộn phiền nữa. Nhưng mà Tina cảm ơn Chúa là hai vợ chồng cùng nắm tay với nhau cầu nguyện dâng lên cho Chúa và xin Chúa soi sáng, xin Chúa thêm sức và cho hai em có được sự bình an của Chúa.
Và khi mà Tina được biết Chúa, Tina mới thấy rằng là chỉ có tình yêu thương của Chúa mới vô điều kiện, và tình yêu thương của Chúa đã giống như là làm cho tấm lòng mình được bình an, cho mình được thấy rằng là mình rất là được Chúa thương. Và điều đó là điều mà Tina cảm ơn Chúa cũng cho một người chồng rất là kính sợ Chúa. Lúc Tina gặp anh Nam, anh là một người ca sĩ, cho nên là Tina cũng suy nghĩ nhiều điều lắm. Tại vì ba mẹ Tina thì không có thích con mình mà cưới ca sĩ. Không biết các bác của chú đây có giống ba mẹ Tina không? Đôi khi mình cũng ngại ngùng khi con mình quen một người ca sĩ, vì cũng có nhiều cái điều rất là phức tạp. Nhưng mà Tina thấy rằng là anh Nam ảnh rất là khác những gì mà mình hình dung ở một người ca sĩ. Anh là một người luôn đặt công việc Chúa đi đầu, dù anh đi diễn show chạy cách mấy sáng chủ nhật, lúc nào anh cũng đến để thờ phượng Chúa, để hát ca ngợi Chúa, và lúc nào anh cũng ưu tiên cho công việc Chúa đi đầu. Cho nên Tina thấy rằng là ô, con này cũng lạ, anh cũng khác. Đôi khi mình thấy anh cũng hơi khùng khùng, nhưng mà anh cũng rất là yêu mến Chúa, cũng lạ lắm. Rồi những lúc gặp những cái nan đề khó khăn á, thì cái cách anh xử lý và cái cách anh nhìn cái nan đề đó nó rất là khác Tina. Tina thì lo rất là nhiều, còn anh Nam lúc nào cũng có một câu rằng là em đừng có lo, Chúa đã lo hết cho chúng ta rồi. Cho nên là Tina thấy được rằng anh Nam rất là khác những gì Tina hình dung. Và nhờ qua anh Nam, Tina được biết Chúa và được cùng hầu với Chúa với anh Nam, đó là cái phước mà Chúa cho được đi chung. And so I just want to share that it's such a blessing, because when my husband shared about God to me when we first met, I honestly felt like he was a little crazy, very unrealistic, maybe because I grew up in a family that was broken and I didn't have the greatest childhood growing up. And so my mentality was, I was such a pessimistic person. And so when he shared about God to me, I felt like it was a very realistic, but I found out that my husband kept praying for me each night and praying. He would pray to God and to ask God to have mercy and to visit Tina and to let her experience your love, God, and to let her know who you truly are. And so I thank God for using my husband to share about God to me. He was very patient. And up till today, I look back and it's been such a journey. And through all of the difficulties I've experienced, such as depression and suicide, God has healed that and given me faith and hope and given me a brighter future beyond what I can imagine. And I am truly thankful for God's love and that God has given me such an amazing husband, a husband that truly places God first in his life. And when I met him, I knew that he was a singer, and I felt like it would be a little challenging to date a singer, because with their lifestyle, it's very different from my lifestyle. And so, but even though he was quite different from what I imagined, the one true thing that stood out to me was that he had such a big heart for God. And so that really attracted me to him. And even up to today, we've been married for almost 7 years. And I thank God so much. It's been a journey, and we've experienced God's blessing upon our life and guidance every day in our life. And we pray that God will also touch your life. For anyone here who's never experienced God's love, once you experience God's love, it's an addiction. it's hard to explain, but if you experience it yourself, you really understand what we're talking about. And cảm ơn Chúa đã cho Tina sáng tác bài hát đầu tiên để dâng lên cho Chúa, bài hát mang tên là Chúa là ánh sáng đời con. Đây là những gì mà Tina đã trải qua, và Chúa là ánh sáng cho đời sống của Tina, và rất là nhiều anh chị em tại đây mà đã kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa. Xin mời quý vị cùng hòa lòng với Tina với bài hát Chúa là ánh sáng đời con. Vì Ngài luôn mãi yêu con,
Dead.